Và các bạn thân mến, tiếp theo là một bức thư nữa mà ban biên tập đã nhận được đến từ bạn nhân viên của Samsung. Bức thư thì đến từ Facebook của bạn Ngô Cúc với câu chuyện hết sức xúc động. Khi cuộc sống của ba chỉ còn tính bằng tháng, chúng ta hãy cùng đón nghe nội dung của bức thư này các bạn nhé. Khi cuộc sống của ba chỉ còn tính bằng tháng. Ba có đang nghe con nói không? Khoảng thời gian này thật khó khăn với con phải tập đối diện với sự thật con sẽ mất ba bất cứ lúc nào. Nó đau đớn lắm ba ạ. Có cái gì đó cứ bóp nghẹn trái tim của con. Một đứa con gái 22 tuổi thì con phải làm sao đây? Ba ra Hà Nội khám sức khỏe, ba dặn con lấy giùm ba tờ kết quả. Cầm tờ giấy trên tay, mắt con đã nhòe đi, tay con ù lại và chân chẳng còn đứng vững nữa. Dòng chữ ung thư giai đoạn cuối. Con òa khóc ngay giữa lòng bệnh viện, con chẳng dám thông báo với ba. Ba đón nhận tin đó rất bình thản. Là tự con thấy vậy, chứ con biết ba cũng đau đớn nhiều lắm. Ba mạnh mẽ để con nhìn thấy ba mạnh mẽ như thế nào để mà mạnh mẽ theo. Đừng khóc lóc, cũng đừng yếu đuối, mạnh mẽ mà chiến đấu. Bác sĩ thông báo sẽ phải mổ tràn dịch màng tim và không nói được trước điều gì. Hôm đó con đi làm về sớm rồi ghé ngang bệnh viện. Con thấy ba ngồi thụp xuống bức tường, thấy con và anh, ba liền gọi vội vã, như thể sợ không gặp được con nữa. Đau xót lắm ba ạ. Con biết ba đã cố gắng mạnh mẽ vì tụi con nhiều lắm đúng không ba? Con đứng sau mà bật khóc không thành tiếng. Gặp con ở nhà, ba vẫn vui vẻ, ba chấp nhận rủi ro. Khoảng thời gian ba nhập viện chờ mổ cũng là lúc con phải tự kiếm tiền nuôi bản thân mình. Lúc ấy con thấy xã hội phức tạp lắm ba ạ. Một đứa con gái vừa ra trường với bàn tay trắng, không kinh nghiệm, không tiền bạc, rồi sẽ phải chiến đấu với xã hội làm sao để nuôi được gia đình. Nghĩ lại cảnh ba ở viện mà ba cứ cười xòa rồi bảo để ba ăn cơm bệnh viện cũng được, lo ăn uống cho tốt, không ba thấy con dạo này gầy quá. Thật sự lúc đó con chỉ muốn bỏ làm để chăm ba thôi. Ngày ba phẫu thuật là ngày con thấy kinh khủng nhất, khi mà ở nhà mẹ cũng đang nằm viện. Trước đêm mổ, ba đã dặn con rằng sáng làm việc cho tốt, ba biết bệnh của ba. Ba có đi thì cũng đừng buồn nhiều, lo làm đi, sau này có điều kiện thì xin theo ngành học rồi chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân nha con. Còn má mày, ba yếu đuối lắm, dù mấy chục năm chung sống, tao với ba toàn gây lộn, nhưng tao đi, tao không yên tâm nhất về ba. Đừng có cãi lời má nữa nghe con, thay ba chăm sóc má cho tốt. À, còn thằng em nữa, nó đang chuẩn bị thi vào lớp 10 nên đừng nói gì về bệnh của ba cho nó biết. Cứ bảo là ba ốm nhẹ rồi sau này lớn lên nó sẽ hiểu. Con ôm ba òa khóc và ba cũng khóc. May mắn thay cuộc phẫu thuật thành công, ba chuyển biến tốt hơn dự kiến. Nằm viện một tháng thì ba được về. Ba vẫn vậy, vẫn tỏ ra không có gì để con đỡ phải lo lắng. Sao ông trời mỉm cười với chúng ta ít vậy ba? Mới mấy tháng xạ trị mà ba đã gầy cọm đi, đôi mắt đã không còn minh mẫn. Ba ít nói chuyện với con rồi, con sợ lắm, con sợ mất ba bất cứ lúc nào. Đêm nay con không ngủ được. Con không biết ba sẽ ở bên con được bao lâu nữa, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc có thể nhiều hơn nữa. Nhưng con hứa sẽ cùng ba chiến đấu đến cùng, sẽ là những ngày tháng cuối đời đẹp nhất của ba. Nhìn ba ngủ, nước mắt con lại lan dài. Đó là những gì 3 năm trước con đã trải qua. Giờ đây con chỉ mong ba ở bên đó luôn được an yên. Con muốn nói rằng con yêu ba nhiều lắm.
mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho gia đình của mình. Chúc cho các bạn cũng có những giây phút đón nghe radio thật ý nghĩa nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số radio tiếp theo.